Hello, xin chào mừng quý anh chị quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thống Đốc, trung tâm mua bán xe đa hoa sử dụng, và em là Đức Hân. Thì số lượng em đây là mẫu Mazda 3 2.0 2018 cao cấp, em xin giới thiệu với anh chị trong video lần này nha. Rồi mình cùng quay lại xem xe nè. Xe này chuẩn bị giao nha quý anh chị. Rồi, đây là con xe em muốn giới thiệu với quý vị trong video lần này nha. Thì đây là mẫu Mazda 3 phiên bản là sedan 2.0 nha, sản xuất 2018. Phiên bản 2.0 là phiên bản cao cấp nha quý anh chị, thì sẽ option sẽ có nhiều cái option cao cấp hơn cái bản 1.5. Thì Odo xe này mới được có 3 vạn km thôi quý anh chị, cực kỳ mới luôn. Biển kiểm soát là biển thành phố nha. Màu trắng nè, rất là đẹp. Đây đi một vòng quý anh chị cùng xem nha. Phiên bản 2.0 này thì hãng có những cái option nó cao cấp hơn nha quý anh chị, thì nó tương đương với lại có những option đó mà được trang bị trên Mazda 6 á, thì cũng được trang bị trên cái mẫu Mazda 3 2.0 này luôn. Thì lát nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cho quý anh chị cùng xem ha. Đây, bề ngoài mẫu ngoài thì cũng không có khác nhiều so với mẫu 1.5 quý vị ha. Nó chỉ khác về cái option thôi. Đây đi một vòng quanh xe này, chiếc xe còn rất là đẹp quý anh chị, rất là mướt nha. Odo mới có 3 vạn km thôi, đăng kiểm thì đến tháng 1 2022 mới đăng kiểm lại nha. Đây. Một cái ba đời shop rồi, rất là liền lạc nè quý anh chị nha. Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết option cho cái bản 2.0 này nó có khác gì bản 1.5 nha quý anh chị. Thì 2.0 thì đầu tiên là mình sẽ nhìn vô cái đèn của nó. Đèn này được trang bị là đèn bi led nha quý anh chị, bi bóng led nha. Còn bản 1.5 sẽ là bóng halogen thôi, và cái con này nó sẽ xoay theo đánh lái nha, xe theo vô lăng nha quý anh chị, để mình mở rộng gốc lái nha. Và cái đèn vành tròn này nè là cũng là đèn led nha quý anh chị, đèn led luôn nha, led định vị nè. Đấy, nó hơn cái bản 1.5 ở chỗ này nha, xe led định vị ở đây rồi. Và phía trước thì cũng tương đối giống nhau ha, cũng mặt ga lăng là đặc trưng của dòng Mazda nè. Đấy, hai cái đèn bi gầm ha, nhỏ nhỏ ha, zin theo xe luôn. Biển số 396 cũng rất là đẹp nè quý anh chị ha. 55 ha, 55 tài mãi lộc. Rồi, đấy, ba đời shop cực kỳ liền lạc, rất là đẹp nha. Rồi, thêm một cái option khác là nó hơn cái mẫu 1.5, đây là la răng hợp kim nhôm, đúc nguyên khối nha. Rồi cái xe và cái này là kích thước là to nha quý anh chị. Kích thước mà zin của bản 1.5 chỉ là 16 inch thôi, còn cái kích thước bản này là hãng trang bị là làm 18 inch luôn quý vị, 18 inch luôn nha, rất là to nha. Mâm to thì chạy xe nó rất là đầm luôn, rất là đầm chắc và nó sang trọng, nó đẹp nữa. Vỏ zin theo xe nè, tuần thứ 38 2017 nha. Đây rồi, vỏ đinh lốp. Kính chiếu hậu chỉnh và gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. Ok ha. Viền cửa sổ thì cũng có ốp inox nè, ốp inox luôn. Viền cửa sổ ha, có vè che mưa luôn nè, đầy đủ hết. Tay nắm thì có tay nắm thông minh ha, để nổ start up thì sẽ có tay nắm thông minh. Đấy, ba đời shop phía sau nè quý anh chị ha, cũng rất là liền lạc nha. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi, đầu đèn phần sau ha, đèn thì đèn này là cũng thiết kế giống như là mắt ha, mắt chim ha, rất là đẹp. Đèn led định vị nè, tích hợp với bóng halogen nha, báo phanh báo rẽ nha. Rồi, hãng trang bị cho cái mẫu xe này là có camera lùi nha quý anh chị. Thì dòng Mazda này nó mà đời này nó không có cảm biến lùi, giờ mà quý anh chị nào có nhu cầu thì mình có thể lên cảm biến lùi nha. Và chủ xe để lên cái sau dưới xe của chúng ta là camera 360 độ nha quý anh chị, lên camera 360 độ luôn rồi, rất là tiện lợi ha, chủ xe cũng khá là kỹ. Đấy, anh đi một vòng quanh giường xe nè. Rồi, cốp xe nha, cốp xe thì rất là to luôn, rất là rộng rãi luôn nha, cốp xe rất là rộng rãi này. Đấy, rất là đẹp ha, bánh sơ cua thì dưới này sơ cua còn mới luôn, có sử dụng qua rồi mà còn rất là mới nha quý anh chị.
Asuka như chưa sử dụng luôn nè, chưa sử dụng luôn, còn rất là đẹp nha, rất là kỹ. Bên em thì cam kết là xe không cứng đụng, không gặp nước nha. Sùng chỉ là nguyên zin nha quý anh chị, sùng chỉ nguyên zin nha, bao tách hãng thoải mái nha. Đấy. Rồi. Đây mình còn hất ghế nè, cửa là còn khất luôn quý anh chị. Đấy. Thấy chưa? Vô là vô luôn nè. Đấy. Rất là mới ha. Cửa kiết còn rất là ngon lành luôn. Ni lông còn chưa lột hết thế nào quý anh chị. Ghế thì mới vô cùng luôn. Đây ghế nè, rất là mới luôn. Quý anh chị thấy không? Như mới luôn quý anh chị. Rất là đẹp nha. Đã lên sàn thằng thảm tapi rồi. Bên phụ cũng có tay nắm thông minh nè. Đây. Khức còn không nào quý anh chị. Nha. Rồi. Những chỗ kề tay nè, rất là đẹp ha. Tapi, tap lô rồi, còn rất là đẹp nha. Ghế phụ nè. Đấy, em quay mấy chị cùng xem nha, rất là đẹp. Đó, em quay chi tiết luôn. Xe bên em thì cam kết là không có đụng, không gặp rước nha quý anh chị, bao tới hạng thoải mái nha. Bao tới hạng thoải mái luôn. Rồi. Rồi mình cùng qua bên ghế tài nha quý anh chị. Đây, ghế tài đây. Ghế là chỉnh điện ha. À mẫu Mazda 3 mà 2.0 á thì sẽ được trang bị là ghế điện nha quý anh chị. Ghế điện này lên mẫu 2019 Luxury 2.5 này sẽ có ghế điện nha. Còn 2018 thì chưa có, nhưng mà bản 2.0 thì sẽ được trang bị là ghế điện luôn. Đấy. Rồi còn chỗ này là tắp bi tắp lô nè quý vị. À, chỗ da kề tay nè, rất là mới nha. Đấy. Đây thì vẫn có là i-stop ha, traction control. Rồi, giờ mình cùng lên xe nổ máy nha quý anh chị. Xe cũng được trang bị là đề nổ startup. Chìa khóa xe đây nha. Đây chìa khóa xe ha, thì cũng không khác gì chìa khóa mẫu 1.5. Đề nổ nha. Rồi. Đấy, đây là đặc biệt là của mẫu 2.0 ha, là sẽ được trang bị là hút kính nha quý anh chị. Hút kính nè, hiển thị là thông tin mình thấy 0 km/h không? Đấy, là hút kính ha. Được trang bị trên mẫu Mazda 6 nha. Mazda 6 Premium thì sẽ có hút kính này. Hiển thị thông tin tốc độ và cảnh báo tốc độ ha. Để xe có trang bị là navigation luôn. Odo là 31.900 km nha, coi như là 32.000 km đi. Đấy. Có đèn tự động nè. Gạt mưa tự động luôn nha. Đấy. Vô lăng thì ba chấu tích hợp nút điều khiển ha, có tăng giảm âm lượng nè, nghe thoại rảnh tay, ro control ga tự động nha. Đây sườn sùi gia cốc cũng còn tương đối là rất là mới quý chị ha, thì cũng có hơi bóng xíu này, thì tùy do cái mình cầm nó nhiều nữa ha, hoặc là mồ hôi của mình đấy, nhưng mà sườn sùi gia cốc còn rất là đẹp nha quý chị. Đây em quay sát quý chị dùng xem này. Đấy, bên đây thì đẹp nè, đó rất là mới nha. Xe thì đã được trang bị là camera 360 độ nha quý anh chị. Camera 360 độ này. Đấy, chủ lên sẵn luôn. Rất tiện lợi nha. Màn hình DVD zin theo xe ha, 7 inch cảm ứng, có navigation dẫn đường luôn. Đây là bộ chỉnh điều hòa quý anh chị ha, mạc rơm có auto nè. DVD cần số đây, sườn sùi gia cốc còn nguyên zin nha quý vị, rất là mới. Đây em quay quý vị cùng xem này, rất là đẹp luôn. Có chế độ sport thể thao nha, phanh tay điện tử. Ok, còn cái này là chỉnh màn hình ha, khi mình chạy xe thì mình sẽ không sử dụng màn hình cảm ứng được, mình sử dụng cái nút này để mình chỉnh nha quý vị nha, những chức năng trên màn hình, tăng giảm âm lượng ha. Đây đây là con ngựa của nó ha, đây là rất là đẹp quý vị. Đấy,
rất là nhìn nó rất là thể thao ha. À, đây mình để nước nè, để đồ đấy. Còn trong đây thì có cốp, cái tủ này mình có thể là mình sạc pin ha, để điện thoại sạc pin đồ. À, đây cửa sổ trời, cửa sổ trời nha. À, xe đã được bọc trần 5D quý anh chị nha, sạch sẽ và nó chống nóng rồi quý anh chị. À, cửa sổ trời nè, hoạt động bình thường nha. Đấy, khi mình mở ra thì nó sẽ rộng mở luôn cái rèm ha, nhưng mà khi mình đóng vô thì mình có kéo lại nha. Rồi, ok, bây giờ mình xe thì được trang bị, đây là được có 4 túi khí quý anh chị, 6 túi khí luôn. À, phiên bản 2.0 sẽ được trang bị là 6 túi khí nha. Đấy, rồi loa thì đã có 7 loa nha, 7 loa luôn. Ok, bây giờ mình cùng ra ngoài tham quan khoang máy nha quý anh chị. Ở đây là khoang máy của chúng ta nha. Thì xe được trang bị động cơ là 2.0 SkyT nha. Thì động cơ SkyT của Mazda được cái là rất là tiết kiệm nhiên liệu quý anh chị. Dòng 2.0 này chạy mình thành phố cũng khoảng đâu là 90 lít rồi. Đấy, rất là tiết kiệm luôn. Bên em thì cũng cam kết là xe không cứng đụng, không ngập nước, bao test hạng thoải mái nha quý anh chị nha. Đây sùng chỉ là nguyên zin, keo chỉ nguyên zin nha. Đấy, ốc chân máy này, ốc mặt máy này, đây mời quý dùng xem, rất là mới nha. Thì xe bên em bán ra thì sẽ bảo hành động cơ số cho quý anh chị là 6 tháng hoặc là 10.000 km nha. Sau đó là 10.000 km và tặng bảo dưỡng trước khi giao xe luôn, và một lần thay nhớt miễn phí ở km 5.000 nữa. Quý anh chị nào có nhu cầu cần tìm hiểu xe thì cứ qua em showroom em để xem trực tiếp cho nó chuẩn nha. Ok, ok, và hiện tại bên em đang chào bán con xe này với mức giá là chỉ có 585 triệu thôi quý anh chị, 585 triệu nha. Nếu mà mua xe mới thì bản 2.0 này nó cao hơn bản 1.5 khoảng đâu 80 triệu, khoảng 80 triệu quý anh chị. Nhưng mà xe qua sử dụng thì bây giờ hiện tại là bên em chỉ bán 585 triệu thôi, so với mức mẫu 1.5 thì khoảng là khoảng 30 triệu. Ok, có xe có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng là 70% giá trị định giá nha. Và có quý anh chị nào có nhu cầu cần tư vấn về xe hoặc về ngân hàng thì liên hệ số điện thoại là 0938 773 554 nha. Liên hệ gặp em Hương để được hỗ trợ. Nếu anh chị thấy hay cho em một like, một share và một comment ha, để góp ý hoặc là cần tìm hiểu dòng xe nào thì cứ để lại comment bên dưới. Xin cảm ơn và cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại.